Bàn Kiều chi tiền tỷ để chu cấp cho con, lộ cách xưng hô kỳ lạ với Trinh Di Phương Trinh dù ly hôn. Dù đã ly hôn, nhưng Bàn Kiều vẫn rất thân thiết và thực hiện đúng nghĩa vụ một người cha với các con của mình. Những ngày gần đây, thông tin Bàn Kiều chính thức lên bố lần thứ tư khiến dân tình không khỏi bất ngờ. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa anh và vợ cũ Trinh Di Phương Trinh cũng được nhiều người tò mò. Được biết, Bàn Kiều và Trinh Di Phương Trinh là cặp đôi chênh lệch tuổi khá lớn. Khi nam ca sĩ 27 tuổi, Phương Trinh đã hơn anh 7 tuổi. Tuy nhiên, lý do tuổi tác không phải là rào cản để cặp đôi yêu thương nhau tại thời điểm đó. Sau gần 2 năm hẹn hò, cặp đôi tiến tới hôn nhân vào tháng 9 năm 2002. Tuy nhiên, sau 10 năm bên nhau, Bàn Kiều và Trinh Di Phương Trinh tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Dù đường ai nấy đi, nhưng Trinh Di Phương Trinh cũng như Bàn Kiều đều tôn trọng đối phương và không hề lên tiếng trách móc nữ còn lại. Về phía mình, Bàn Kiều luôn hoàn thành đúng nghĩa vụ của một người cha, hỗ trợ tài chính, chăm sóc các con khi trưởng thành. Theo Bầu Dũng Taylor, mỗi năm Bàn Kiều chi khoảng 100.000 USD để vợ cũ yên tâm nuôi dạy con. Đặc biệt, vào những dịp lễ hay dịp trọng đại, Bàn Kiều đều mua quà cho các con của mình. Nếu như không có mặt, sẽ nhờ vợ cũ mua quà và gửi tặng các con. Vào thời điểm đại dịch Covid-19 hoàn hành, Bàn Kiều không thể về Mỹ nên đã nhờ Trinh Di Phương Trinh thay anh mua quà tặng các con. Nam ca sĩ thường xuyên dành cho vợ cũ những lời cảm ơn, thể hiện sự tôn trọng dành cho cô, cũng như những gì cô đã làm cho các con của mình. Bàn Kiều và Trinh Di Phương Trinh dù ly dị nhưng vẫn gọi nhau với những danh xưng như ông bạn, bà bạn một cách thân thiết, trân trọng. Vào ngày sinh nhật con trai, Bàn Kiều đã nhắn nhủ tới vợ cũ: cảm ơn bà bạn Trinh Di Phương Trinh đã nuôi nấng, dạy dỗ và chăm sóc các con ngoan ngoãn khỏe mạnh. Với người bình thường thì một đứa con đã là khó khăn để nuôi dạy. Đây những ba ông thì chỉ có là super mom mới làm được. Luôn trân trọng và biết ơn những gì bà bạn luôn dành cho các con. Sau này Kenji có em, chắc nhờ bà bạn nuôi hộ. Đặc biệt cả hai đều tôn trọng cuộc sống cá nhân, cũng như mối quan hệ mới của người cũ. Khi Trinh Di Phương Trinh công khai tình trẻ, Bàn Kiều cư xử với bạn trai mới của vợ cũ một cách lịch sự. Hay mới đây, khi Bàn Kiều công khai việc anh đã có người mới và có thêm một cậu con trai đã được 1 tuổi, Trinh Di Phương Trinh cũng thành tâm chúc mừng. Chúc mừng ông bạn có thêm của để dành và đứa con trai nữa để yêu thương.